Xin chào anh em, em là Tú, chuyên review, mua bán, trao đổi đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng. Hôm nay thì em mới về sẵn tại shop một chiếc Rolex Deadshot 116233. Em này của em có cái thiết kế mặt số rất đẹp và đây là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới anh em nhé. Và trong video này em sẽ review chi tiết và báo giá cho anh em để anh em có thể nắm bắt được tình trạng cũng như giá em giao lưu cái mẫu đồng hồ này. Đây là một cái đồng hồ đã qua sử dụng thì anh em sẽ thấy được những cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được một cái hộp bằng gỗ màu xanh lá cực kỳ đẹp và đây cũng là một cái màu xanh đặc trưng của Rolex. Tiếp đến thì anh em sẽ được trang bị thêm một cái tấm tag Subjective Certified, cùng với đó sẽ là hai cái quyển sổ, một quyển sổ dòng Deadshot và một quyển sổ giới thiệu cũng như sẽ là một quyển sổ Worldwide Service của chiếc đồng này. Và tiếp đến anh em sẽ được trang bị thêm một cái tấm thẻ bảo hành chính hãng, thì tí nữa em sẽ show cho anh em về tấm thẻ này. Đầu tiên đó là quyển sổ Deadshot thì anh em sẽ thấy được các chú thích cũng như các hướng dẫn sử dụng về tất cả các mẫu dòng sản phẩm Deadshot. Và tiếp đến thì em sẽ có một quyển sổ Worldwide Service này, thì trong quyển sổ này anh em sẽ có tất cả các điều kiện để được service tại chính hãng Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Và khi mà chúng ta di chuyển đến phần cuối của quyển sổ này, anh em sẽ thấy được một cái điểm service trong thành phố Hồ Chí Minh. Rolex thì sẽ có một điểm bán hàng tại Hà Nội cũng như một điểm service trong thành phố Hồ Chí Minh. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại em biết thì sẽ là một điểm store của hãng trong ở 88 Đồng Khởi, ở trong một cái khách sạn 5 sao. Và đây là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc này, và cái tấm thẻ này cũng là một cái tấm thẻ cực kỳ quan trọng với một chiếc Rolex. Những anh em đang sở hữu một chiếc Rolex thì hãy giữ gìn cẩn thận cái tấm thẻ này nhé. Tấm thẻ này thì sẽ liên quan đến bảo hành chính hãng cũng như nó sẽ chứng minh đầy đủ nhân thân về cái mẫu đồng hồ này. Chúng ta sẽ có mã máy 116233 và số seri ở bên trên này. Và ở bên mặt sau của tấm thẻ này, anh em sẽ có đầy đủ những cái thông số về date mua. Và ở mặt sau của tấm thẻ này, anh em sẽ thấy được dấu đại lý mua cũng như date mua ở trên này. Trên này của em thì sẽ vào date đó là 14 tháng 10 năm 2017. Và tất cả các mẫu đồng hồ của Rolex thì sẽ được bảo hành đó là 5 năm tại chính hãng. Và anh em sẽ được bảo hành đến 14 tháng 10 2022. Hiện tại thì bây giờ mới là cuối tháng 8 thôi, anh em vẫn sẽ còn khoảng tầm hơn 1 tháng bảo hành nữa. Bởi vậy thì anh em vẫn rất yên tâm về cái sản phẩm này, vẫn sẽ còn bảo hành hãng. Và điểm thứ hai đó là khi mà anh em mua tại bên em sẽ bảo hành shop cho anh em đó là 2 năm theo chính sách bảo hành hàng lướt, và em bao quay đầu lên đấy bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Em cam kết hàng chuẩn chính hãng, đồng hồ nguyên zin, anh em có thể đi check bất cứ chỗ nào uy tín và em chịu mọi trách nhiệm về sản phẩm này của mình. Đây là cái tấm thẻ cực kỳ quan trọng với một chiếc Rolex anh em nhé. Và tấm thẻ này nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái bảo hành của hãng cũng như về giá của chiếc này. Và đây là chiếc đồng hồ mà em muốn giới thiệu được với anh em ngày hôm nay, một chiếc Rolex Deadshot 116233, mặt số vi tính vàng. Em này của em thì sẽ có size đó 36mm. Về phần mặt số, chúng ta sẽ thấy được một cái hệ thống chữ Rolex được Rolex họ hoàn thiện trên cái phần mặt số chiếc này. Bởi vì nhìn vào cái phần mặt số này, anh em sẽ thấy nó sẽ rất giống như các ma trận trên máy tính thì anh em Việt Nam hay gọi thân thương với cái mặt số này, đó là mặt số vi tính vàng. Chúng ta sẽ thấy được về phần thân vỏ sẽ được kết hợp giữa thép không gỉ. Thép ở đây sẽ là thép Oyster Steel và vàng sẽ là vàng 18K, màu vàng vàng. Em này của em thì sẽ có size 36mm và phần thân vỏ sẽ có độ dày khoảng tầm 12mm. Thì đây là một cái size tiêu chuẩn dành cho những anh em có cổ tay vừa, cổ tay nhỏ, thậm chí anh em có cổ tay to cũng đeo được cái mẫu sản phẩm này cực kỳ thoải mái nhé. Tại vì đây là một cái thiết kế free size, một cái thiết kế đặc trưng của dòng Deadshot rồi, và rất nhiều anh em, rất nhiều cổ tay đã đeo lên chiếc chiếc đồng này, cảm giác rất thoải mái và rất vừa tay anh em nhé. Bởi vậy thì anh em đã thích cái mẫu đồng này rồi thì chúng ta chỉ việc qua em Tú thôi. Còn về cái size thì em chắc chắn size mặt này nó sẽ rất phù hợp với rất nhiều anh em. Về phần mặt số thì anh em sẽ thấy được ở góc 12 giờ sẽ là một cái logo bằng vàng sẽ được gắn nổi lên trên phần mặt số, và các cọc số sẽ là cọc số kim cương. Cọc số kim cương này sẽ được Rolex họ tuyển chọn cực kỳ gắt gao với những viên kim cương đạt cái tiêu chuẩn cao nhất của Rolex và sẽ được gắn lên trên một cái phần đế bằng vàng. Cái phần đế bằng vàng này cũng sẽ được Rolex họ chế tác kiểu hình đa giác để tạo cái điểm nhấn, và nhìn cái cọc số nó sẽ to hơn, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ làm nền cho cái viên kim cương, nó sẽ lót thành hơn rất nhiều. Còn ở bên dưới góc 12 giờ anh em sẽ thấy được dòng chữ Rolex, đây là cái thương hiệu của hãng. Còn ở bên dưới sẽ là dòng sản phẩm Deadshot. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ thấy được một cái ô lịch ngày trong này. Với ô lịch ngày sẽ có nền background màu trắng chữ đen,
và tất cả các mẫu đồng hồ được trang bị ô lịch ngày của Rolex thì sẽ được trang bị thêm một cái phần lúp ở trên bên trên phần mặt kính. Cái phần lúp này nó sẽ giúp cho cái ô lịch nó sẽ tăng kích thước lên gấp 2,5 lần so với kích thước thực tế. Và vậy chúng ta nhìn vào một chiếc Rolex tuy có size 36 nhưng tất cả những cái thông tin, những cái cách xem giờ đều rất dễ dàng, xem lịch ngày cũng rất dễ dàng bởi vì có thêm cái phần lúp này. Đây một cái mẫu đời mới rồi, một cái mẫu đời 116 thì anh em sẽ thấy được trên cái vành của chiếc này sẽ được chạy chữ Rolex vòng quanh và đến góc ở 6 giờ. Anh em sẽ thấy được số series của chiếc này. Anh em cứ check chuẩn số series trên đồng hồ và trên thẻ là sẽ được bảo hành chính hãng. Còn mỗi mẫu đồng hồ thì sẽ có một cái số series khác nhau và không chiếc nào trùng với chiếc nào cả. Với đời 116 thì đến cuối 2019 Rolex họ đã dừng sản xuất cái mẫu này rồi và thay vào đó họ sẽ cho ra đời đời 126 sử dụng bộ máy mới. Bởi vậy thì cái mẫu đồng hồ của em tuy có date 2017 nhưng mà tính đến cái thời gian mà Rolex họ dừng sản xuất thì cái date này là một cái date cực kỳ cao cho một cái mẫu đồng hồ đời 116 anh em nhé. Với một chiếc Rolex thì cái tình trạng, cái thời gian sử dụng nó sẽ lên đến vài chục năm. Bởi vậy chỉ có qua vài năm sử dụng thì với một chiếc Rolex sẽ là một cái thời gian rất là ngắn và nó không xi nhê gì với một chiếc Rolex cả. Chiếc này của em thì đơn giản, đó là một cái chiếc đồng hồ 2017. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng em cứ tính cho là 5 năm đi. Thì anh em có thể thấy từ cái phần thân vỏ nhá, từ phần thân vỏ này, phần bộ dây này cực kỳ cứng cáp này, phần liềng này còn rất bén cạnh này. Đó. Chiếc đồng hồ của em thì còn quá mới luôn. Những cái đường nét bén cạnh và chiếc đồng hồ của em thì còn rất mới. Đây là một cái chiếc đồng hồ anh chủ cũ anh sử dụng khá là giữ gìn và anh ấy có nhiều đồng hồ và khi mà anh ấy mua chiếc này thì cũng là một chiếc để anh ấy sưu tầm cho đủ bộ sưu tập. Bởi vậy thì cái tính thời điểm mà lên tay thì cũng khá là ít và anh ấy đeo cũng rất là giữ gìn. Bởi vậy đây là một chiếc đồng hồ rất ngon để anh em có thể trải nghiệm một chiếc đồng hồ đời 116-233 mặt số vi tính vàng siêu hiếm như thế này. Về phần mặt kính thì anh em sẽ trang bị một cái phần mặt kính sapphire nguyên khối. Mặt kính sapphire này nó sẽ chống xước hoàn toàn tuyệt đối và mặt kính của Rolex sẽ được làm cao hơn một chút so với phần mặt liềng. Và phần mặt kính này sẽ có thêm một cái logo ẩn bên dưới góc 6 giờ để anh em có thể check được cái kính này sẽ là kính zin hay là kính fake. Chúng ta có thể xoay flash vào và nhìn chéo sang một bên thì mới thấy được cái logo này. Còn đến với phần thân vỏ thì anh em sẽ thấy được một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Chiếc này của em sẽ là một chiếc rất mới anh em nhé. Anh em có thể nhìn cái phần liềng trong này, nó cực kỳ bén cạnh và gần như là sẽ không có vết cấn móc nào cả. Anh chủ cũ anh sử dụng cực kỳ giữ gìn luôn. Đời 116 thì anh em hiếm khi thấy được một chiếc đồng hồ nào có cái phần liềng đẹp như thế này. Còn đến với phần thân vỏ thì anh sẽ thấy được những cái đường nét ở phần thân càng này còn cực kỳ bén cạnh nhé, cực kỳ bén cạnh luôn. Cảm giác em sờ lên tay rất sắc cạnh. Còn bên tay phải của em thì sẽ có phần lúm chưa này. Với phần lúm này thì anh em sẽ cần vặn để mở lúm và đây là một kiểu lúm screw down thì anh em sẽ phải vặn ngược ra để mở lúm này. Sau khi mà ra hết cái gen thì anh em sẽ lên được con tay và rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch của chiếc này. Rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Chúng ta chỉnh giờ chỉnh ngày rất là dễ dàng. Và khi đóng lại thì anh em ấn và xoáy lên. Chúng ta khi mà đóng chặt lúm thì chúng ta sẽ có cái độ chống nước sẽ là 100m. Anh em rửa tay đi mưa nhẹ nhàng, sử dụng nước khá là thoải mái với mẫu sản phẩm này. Kết hợp với đó thì anh em sẽ được trang bị một cái bộ dây Jubilee, một cái bộ dây cực kỳ nổi tiếng. Cũng như một cái bộ dây này nó sẽ đi liền với một cái mẫu sản phẩm đế chốt. Và cái độ nhận biết thương hiệu về cái bộ dây này là cực kỳ cao. Tại vì chỉ có Rolex họ mới trang bị cái bộ dây này trên cái mẫu sản phẩm của mình. Chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa thép không gỉ, thép ở đây sẽ là thép Oyster Steel, là một cái loại thép độc quyền của Rolex được phát triển trên loại thép 904L. Loại thép này thì sẽ đặc dụng trong các môi trường điều kiện khắc nghiệt, bởi vậy chúng ta sẽ có một cái thân thép cực kỳ cứng, bền và độ chống ăn mòn tốt. Và khi mà được Rolex họ chế tác lên trên cái phần thân vỏ chiếc đồng hồ thì anh em sẽ thấy được một cái phần thân vỏ cực kỳ sáng, tuy phần thép được phay xước nhưng mà cái độ sáng của phần thép này nó cũng rất là cao. Kết hợp với đó sẽ là ba chỉ ở chính giữa sẽ được làm bằng vàng khối 18K. Chúng ta có thể thấy từng cái mắt bằng vàng đặc này được Rolex họ chế tác thành một cái bộ dây rất đẹp như này. Tất cả đều làm bằng vàng đặc, bởi vậy chúng ta có thể thấy cái bộ dây cực kỳ cứng nhá, cực kỳ cứng luôn. Tuy đã qua 5 năm, theo date trên thẻ sẽ là 5 năm thì anh em sẽ thấy một cái dây còn cực kỳ cứng này, gần như là sẽ không có tình trạng rão dây.
Tại vì chúng ta sẽ thấy được ba cái mắt chính giữa được làm bằng vàng đặc, và hai cái mắt bên ngoài này sẽ là làm thép đặc, toàn bộ sẽ đặc hết anh em nhé. Tiếp đến thì anh em sẽ thấy được một cái khóa kiểu Jubilee này. Khóa này thì anh em cũng rất dễ nhận biết, tại vì trên D116 sẽ được trang bị cái khóa liền như này. Còn với D126 thì anh em sẽ được trang bị thêm cái kiểu khóa hình chữ nhật, kiểu khóa Oyster. Thì đó cũng là cái điểm để anh em nhận phân biệt giữa D116 và D126. Còn ở mặt sau bộ dây thì anh em sẽ thấy được toàn bộ sẽ được đánh vách xước. Và bộ máy chưa sử dụng sẽ là bộ máy Rolex 3135. Hiện tại trên D126 thì đã có bộ máy 3235. Với bộ máy 3135 này thì Rolex họ đã lắp cho cái mẫu đồng hồ của mình trong khoảng thời gian rất là dài rồi, khoảng tầm 100 năm. Thì cái thời gian được người dùng trải nghiệm, được người dùng tin tưởng là rất là dài. Bộ máy này thì cực kỳ uy tín rồi, anh em sẽ có đó là 31 chân kính, tần số động sẽ là 28.800, thời gian tích cót sẽ là 48 tiếng, sai số sẽ là cộng trừ nhanh không quá 2 giây, chậm không quá 2 giây một ngày, đạt cái tiêu chuẩn cao nhất của Rolex đó là Superlative Chronometer. Bộ máy này thì có độ chống sốc, độ chống nhiệt, độ chống từ cực kỳ tốt. Bởi vậy một chiếc Rolex có thời gian sử dụng rất là dài, lên đến vài chục năm, đó là chuyện rất bình thường. Và đây là khi mà em lên tay chiếc ngoài, một chiếc đồng hồ có size 36 và khi mà lên tay em cổ thay 16.5. Chúng ta có thể thấy một chiếc đồng hồ rất dễ đeo nhá, một chiếc đồng hồ lên tay rất đẹp luôn. Cái phần mặt số vi tính vàng này kết hợp với phần thân vỏ để mi vàng thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ nổi bật, đẹp mắt và nó sẽ cuốn hút ánh mắt người đối diện khi mà anh em đeo lên tay. Và mẫu này của em thì em đang giao lưu với anh em một mức giá cực kỳ tốt, 265 triệu với một chiếc mặt số vi tính vàng 116233 đến mua tháng 10/2017. Và mẫu này của em thì em đang sẵn tại shop, anh em có thể qua trực tiếp sau để lên tay cũng như trải nghiệm cái mẫu đồng hồ này. Em cũng có shop và địa điểm giao dịch trong thành phố Hồ Chí Minh, anh em có thể qua trực tiếp shop em. Và nếu mà anh em ở tỉnh thành khác không có điều kiện, không có thời gian lên được shop em thì em có một gợi ý rất là hay như thế này. Đó là anh em đã thích, đã ưng cái mẫu đồng hồ này rồi thì có thể cọc cho một chút thiện chí thôi. Sau đó em sẽ trực tiếp em cầm chiếc này đến tận nơi để anh em có thể cầm trên tay và giao lưu trò chuyện trực tiếp với em Tú. Tất cả mọi thông tin của em đem đều công khai và minh bạch rõ ràng. Bởi vậy anh em yên tâm cũng như em chịu hoàn toàn trách nhiệm về mẫu sản phẩm này. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video đây.